Hello, bonjour, buongiorno, buenos dias. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đúng như trong tiêu đề, trong video này mình sẽ nói về phát âm của chữ R trong những ngôn ngữ mà mình biết. Mình sẽ nói sơ qua về đặc điểm của chữ R, cái âm R trong ngôn ngữ đó và sẽ đọc một hoặc một vài câu líu lưỡi, tongue twister, sound impression, soilingua trong ngôn ngữ đó để cho các bạn thấy chúng khác nhau như thế nào. Ok, trước tiên là âm R trong tiếng Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ của mình và của phần lớn những người xem video này. Lưu ý là những trường hợp mà mình nói ở đây là nói theo phản xạ, không có thời gian để chuẩn bị và chỉnh sửa giọng nói. Và một điều nữa là mình chỉ đánh giá sơ bộ thông qua những con người mình đã tiếp xúc, gặp gỡ từ các vùng miền khác nhau, chứ không phải đánh giá của nguyên cái chỗ đó, nguyên cái vùng đó. Và mình chỉ phân biệt phát âm của vùng miền chứ không phân biệt vùng miền nhé. Đầu tiên sẽ là miền Đông Nam Bộ, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước. Tạm thời nhớ được nhiêu đó tỉnh thôi. Thì sẽ đọc là âm R, R. Như các bạn thấy nó là R chứ không phải là R. Một số câu ví dụ như là bắt con cá rô bỏ vô rổ kêu rột rột, rầu rỉ rau ria ra đậm rạp, rau ra rau rụng rầu rỉ rầu. Tiếp theo là đến với miền Tây Nam Bộ, 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ thì họ sẽ có xu hướng đọc thành âm G. Xu hướng này bây giờ còn không thì mình không biết, bạn nào miền Tây xác nhận giúp mình. Nên là cái câu hồi nãy sẽ đọc là bắt con cá gô bỏ vô gỗ kêu gột gột. Tuy họ phát âm như thế này nhưng một số người vẫn có thể phát âm được âm R. Bạn kêu họ phát âm thì họ vẫn làm được. Nhưng mà họ có làm không? Có thể là không, bởi vì nghe không thuận tai này nè, và không thuận miệng khi nói. Cách phát âm đó đã thành phản xạ rồi, thói quen rồi, cái nào thành thói quen thì rất là khó sửa. Giờ thì đến miền Bắc, giọng miền Bắc thì lại phát âm cái chữ này là âm Z. Đối với giọng miền Bắc thì ba chữ này R, Z, Z nó đều cùng là một âm hết, là âm Z, như cái hình sau đây. Thì để chứng minh là không phân biệt vùng miền thì mình cũng làm một cái tương tự đối với giọng miền Nam luôn, hình này. Và mình cũng xin lỗi trước nếu có đụng chạm ai, vì mình chỉ giả giọng được đến mức này thôi, không biết có đủ để gọi là giả giọng không nữa. Bắt con cá rô bỏ vô rổ kêu rột rột. Và cũng như trường hợp ở miền Tây, nếu mình kêu các bạn phải đọc âm R thì một số vẫn có thể đọc được. Nhưng các bạn có đọc không? Không, bởi vì nó đọc như thế thì nó không ra giọng miền Bắc nữa. Ví dụ như câu này: dầu gì dầu ria ra rậm rạp, dầu ra, dầu dụng, dầu gì dầu. Như các bạn thấy, nghe rất là lạ, không thuận tai tí nào hết. Ok, giờ tiếp đến là miền Trung. Thì sau khi tiếp xúc với bạn bè đến từ miền Trung ở 4 năm đại học, như là Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Ngữ, Quảng Nôm, Đà Nẵng, Quảng Trị. Tạm thời nhớ như đó thôi. Thì mình thấy cách họ đọc âm R không khác gì cách người miền Đông Nam Bộ đọc hết, hoặc là người miền Đông Nam Bộ đọc không khác gì họ, tùy các bạn nhận xét. Ok, sang tiếng Anh. Thì tiếng này nó có rất nhiều giọng khác nhau, nhưng mà mình chỉ đề cập đến hai giọng là giọng Anh và giọng Anh Mỹ thôi, mấy giọng khác để người khác nói. Và cũng thông qua những gì mình đã tiếp xúc thôi, ví dụ như là các series phim NCIS, CSI, Hawaii Five-O, Blue Blood, Law and Order, MacGyver. Wow, coi series phim Mỹ khá là nhiều. Thì cái âm R trong tiếng Anh nó không khác gì âm R của người Đông Nam Bộ và của miền Trung. Nên là người Đông Nam Bộ hoặc là người miền Trung khi học tiếng Anh sẽ đỡ phải tập cái âm này. A really leery Larry rolls readily to the road. A really leery Larry rolls readily to the road. Round and round the rugged rocks the ragged rascal ran. Round and round the rugged rock the ragged rascal ran. Vì trong tiếng Anh chữ R đọc như thế này nên là những bạn nào đã quen với phát âm R trong tiếng Việt thì qua tiếng Anh sẽ không mất thời gian tập cái âm này. Còn những bạn nào đọc được nhưng lại không phải là thói quen á thì sẽ cần một chút thời gian để thay đổi thói quen này. Còn những bạn nào mà không đọc được âm R mà suốt ngày cứ G và G thì sẽ mất thời gian để tập cái âm này là một, và thời gian nữa là để biến thành phản xạ của mình là hai. Chúc các bạn may mắn. Sang tiếng Tây Ban Nha. Hoặc là các bạn khoa Tây Ban Nha hay gọi là tiếng Tortilla. Thì họ sẽ đọc là R,
không khác gì âm r của Ý là mấy, kết hợp với tốc độ đọc nhanh. Dije una vez más, dije una vez más, te reto dos veces, cabronazo, dije una maldita vez más. Và một số từ vựng tương đương, ví dụ như là vado all'università in bicicletta con i miei amici, tiếng Tây Ban Nha, voy a la universidad en bicicleta con mis amigos. Nên là một số bạn có thể nghĩ hai tiếng này là một nếu chưa học qua lần nào. Ok, vào trọng tâm đi, những câu líu lưỡi. R con R guitarra, R con R barril. Rápido corren los carros cargados de azúcar del ferrocarril. R con R guitarra, R con R barril. Rápido corren los carros cargados de azúcar del ferrocarril. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Un tigre, dos tigres, tres tigres tragaban en un trigal. ¿Cuál tigre tragaba más? Todos tragaban igual. Treinta y tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Un tigre, dos tigres, tres tigres, treinta y tres tigres tragaban en un trigal. ¿Cuál tigre tragaba más? Todos tragaban igual. Nhiều người nói nếu đã phát âm được âm R rồi thì âm R này tập sẽ dễ hơn. Cái này mình thấy cũng đúng nhưng không đúng hết với tất cả mọi trường hợp vì mình biết ít nhất hai bạn đọc được chữ R nhưng mà không đọc được chữ R. Một bạn từ Phú Yên, một bạn từ Thừa Thiên Huế. Sang đến tiếng Pháp. Tiếng Pháp, tiếng Baguette. Alors, ce serait pour savoir quel conseil vous donneriez à un étranger qui veut apprendre le français? Alors, bon, déjà, avoir quand même un livre de grammaire et un bon dictionnaire. Et puis après, avoir des petits trucs. Donc, ça peut être l'idée d'apprendre des chansons. Như các bạn nghe thấy thì ngôn ngữ này không cần đến những câu líu lưỡi để làm bạn líu lưỡi đâu. Anyway, comunque, de toute façon. Lúc này thì bạn nghe thấy cái âm R này nó đã thay đổi rất là nhiều rồi mà nó không còn mạnh mẽ như tiếng R của Ý và Tây Ban Nha nữa. Để phát âm được cái âm này thì lưỡi của bạn phải để như trong hình. Và cứ thế đưa hơi ra. Hãy cùng nghe một vài câu ví dụ. La roue sur la rue roule, la rue sous la roue reste. La roue sur la rue roule, la rue sous la roue reste. La roue sur la rue roule, la rue sous la roue reste. Une roche roule avec rage le long de la rampe rustique. Une roche roule avec rage le long de la rampe rustique. Une roche roule avec rage le long de la rampe rustique. Như các bạn đã nghe thấy thì mình rung hơi mạnh vì mình bị ảnh hưởng bởi tiếng Đức, chứ người Pháp không có rung như thế này. Nhưng mà nói như mình thì họ vẫn hiểu, không có vấn đề gì hết. Thậm chí các bạn nói như âm R, rouge, màu đỏ, thì người ta vẫn hiểu bình thường. Nhưng mà trong lòng thì có thể họ sẽ nghĩ là Pourquoi vous ne le parlez pas comme nous? Notre langue est belle, mais vous le faites mouche. Cuối cùng là tiếng Đức. Các bạn sẽ thấy âm R này nó hơi hơi giống với âm R của Pháp, âm R của Pháp, nhưng mà nó sẽ rung mạnh hơn và cũng tùy từng bang đọc như thế nào. Russische Russen rutschen russische rutschen russisch runter. Russische Russen rutschen russische rutschen russisch runter. Russische Russen rutschen russische rutschen russisch runter. Ein sehr schwer, sehr schnell zu sprechender Spruch ist ein Schnellsprechspruch. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Ein sehr schwer, sehr schnell zu sprechender Spruch ist ein Schnellsprechspruch. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Oh, I want my
Brauchlei bleib Brauchlei und Blaukraut bleib Blaukraut. Brauchbare Bierbrauer Burschen brauen Brausendes Braunbier. Brauchbare Bier brauen Burschen brauen Brausendes Braunbier. Kritische Kröten kauen keine konkreten Kroketten. Kritische Kröten kauen keine konkreten Kroketten. Kritische Kröten kauen keine konkreten Kroketten. Fischers Fritz fischt frische Fische fischt Fischers Fritz. Fischers Fritz fischt frische Fische fischt Fischers Fritz. Wir sind alle am Borsigplatz geboren, haben früh schon doch für alle Zeiten unser Herz verloren. Fisches Fritz fisch frische Fische fisch Fischers Fritz. Der Streusalzstreuer zahlt keine Streusalzstreuer, Steuer, keine Streusalzstreuer, Steuer zahlt der Streusalzstreuer. Der Streusalzstreuer zahlt keine Streusalzstreuer, Steuer, keine Streusalzstreuer, Steuer zahlt der Streusalzstreuer. Nói tóm lại thì việc đọc cái âm R này chỉ giúp phát âm của bạn trở nên giống người bản ngữ hơn. Nhưng cái đây chỉ đóng một vai trò nhỏ trong kỹ năng nói thôi. Phát âm của bạn có hay đến cỡ nào nhưng mà thiếu ý tưởng nghèo nàn, triển khai không logic, mạch lạc thì cũng không cuốn hút được người nghe và không đạt được mục đích trong giao tiếp. Vì thế, đừng chỉ vì cái âm này thôi mà làm ảnh hưởng đến toàn bộ kỹ năng nói của các bạn. Còn có nhấn nhá, ngắt nhịp, luyến lấy. Có đọc sai một âm thì cũng không ai để ý đâu, ngoại trừ những người theo chủ nghĩa hoàn hảo, những người hay thích soi mói bạn, huấn luyện viên phát âm của bạn, điều tra viên bằng hướng ngôn ngữ học. Wow, ngoại trừ khá là nhiều. Nhưng mà khả năng bạn gặp những người đó thì rất là hiếm. Thôi thì tóm lại là đừng để cái âm r này ảnh hưởng đến kỹ năng nói của các bạn. Những người mà hiểu các bạn rồi á, sẽ không chú ý đến cái tiểu tiết này đâu. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu các bạn không chú ý thì mình cũng không biết được và không ngăn cản được. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Hasta luego. See you later. Au revoir.